Để hỗ trợ nông dân tiếp cận khách hàng, tìm đầu ra cho nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội mới đây đã tổ chức ngày hội livestream Đặc sản ô cốp Hà Nội. Ngày hội live stream đặc sản ô cốp Hà Nội là sự kiện trực tuyến lần đầu được tổ chức có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tại chương trình, các chủ thể sản xuất trực tiếp giới thiệu những đặc sản ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sạch, 4 sao tới người tiêu dùng qua nền tảng thương mại trực tuyến. Đặc biệt trong chương trình, ban tổ chức đã kêu gọi các chủ thể đăng ký tham gia dành tối thiểu 10% doanh thu bán hàng để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19.